Hi, xin chào tất cả mọi người nha và chúng ta lại gặp lại nhau rồi đây. Hi, Kovava. Zumari no nin desu thi thử GPT online miễn phí trên app và trên web của Dũng Ô đi Hãy không biết là kỳ thi thử số 2 vừa rồi thì các bạn đã kịp làm chưa ạ? Hay nếu bạn nào thi rồi và được bao nhiêu điểm thì cũng có thể là comment xuống bên dưới cho mình biết điểm số kết quả của mọi người nhá. Hay ngoài ra thì mọi người nhớ là trong tháng 11 này vào năm cuối tuần từ thứ sáu cho tới chủ nhật hàng tuần thì chúng ta đều có kỳ thi thử GPT hoàn toàn miễn phí nên là mọi người nhớ để ý lịch và tranh thủ thời gian mình sắp xếp thời gian để có thể tham gia thi thử mọi người nhá. Ok, còn ngày hôm nay của chúng ta thì sẽ tiếp tục trong chuỗi series của tháng 11 đó là tăng tốc về đích. Chúng ta sẽ củng cố lại kiến thức và luyện thi thật nhiều những dạng đề, dạng bài đúng không? Liên quan tới kỳ thi JLPT ngày 1 tháng 12 sắp tới, được không nào? Hay, rồi và ngày hôm nay thì mình sẽ chữa môn đai đó là điền ngữ pháp đúng mọi người nhá. Hãy! rồi tuần vừa rồi là chúng ta đã đi qua một lượt về từ vựng rồi đúng không mọi người? Và tuần này thì chúng ta sẽ tập trung vào ngữ pháp mọi người nhá. Hãy! điền ngữ pháp đúng được không nào? Mọi người có tự tin với cả cái kỹ năng làm đề ngữ pháp của mình không ạ? Đề ngữ pháp nhá, ok Ok, mình sẽ nói một chút về lý thuyết trước khi các bạn bắt tay và làm dạng đề này mọi người nhá, dạng môn đai này cái tên của nó đã, đã nói lên tất cả rồi đúng không dạng bài điền ngữ pháp đúng vì vậy các bạn cần phải nắm được thứ nhất là ý nghĩa thứ hai là cách kết hợp thứ ba là cách dùng của ngữ pháp đó ý nghĩa là cái điều kiện tiên quyết đúng không là cái mà các bạn cần phải biết thì mọi người mới biết là à trong cái câu này nó đang yêu cầu mình điền từ gì vào đúng không ạ cái thứ hai trong trường hợp mà các bạn không hoàn toàn biết đầy đủ cả bốn đáp án này thì các bạn cố gắng mình để ý cách kết hợp chẳng hạn như đằng sau nó có phủ định chẳng hạn này hay là đằng trước nó đi với cứ tê vân vân nói chung là nhiều trường hợp các bạn có thể dựa vào cách kết hợp để có thể phân loại và loại trừ được đáp án nếu mà bốn đáp án mà các bạn đã loại được hai rồi thì cũng cũng rất là tốt rồi đúng không mình sẽ tập trung vào mỗi hai đáp án còn lại thôi sau đó mình suy nghĩ mình cân nhắc thì sẽ gói gọn phạm vi hơn đúng không ạ còn số 3 đó là cách sử dụng cái này nếu mọi người học lên cao ấy đặc biệt là từ n 3 trở lên thì mọi người sẽ thấy có nhiều mẫu câu nó có chung một cách dịch tức là dịch sang ý nghĩa tiếng việt nó na ná giống nhau đúng không thì mọi người để ý khi nào mà mình học mẫu câu nào đó thì hãy cố gắng ghi nhớ thêm cách sử dụng của nó ví dụ nó chỉ dùng trong trường hợp uh, business sự chẳng hạn này hay là ngữ pháp này chỉ dùng cho người trên nói chuyện với người dưới bố mẹ nói với con cái cấp trên nói với cấp dưới thôi đúng không hay nó chỉ được sử dụng trong cai hoa thông thường hàng ngày hay nó là kính ngữ đúng không mọi người thì trong trường hợp như thế là các bạn để ý thêm cái cách dùng của nó nhé rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt tay làm luôn câu hỏi số 1 này Câu này thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào các dạng bài Thứ nhất đó là hỏi về trợ từ Các bạn có công nhận là câu đầu tiên đúng không Trong môn đai ngữ pháp của chúng ta Thường thì sẽ là câu hỏi về trợ từ Đúng không nào, về trợ từ Bạn Hà Nông Định cũng chọn một, Văn Sang cũng chọn một là nhị hạnh Bảo Long chọn một, ok, khởi động đúng không? Bằng một câu rất là dễ thôi mọi người nhá. Và nếu mà xét cấp độ thì câu này sẽ thuộc ở trình độ N5 thôi ạ. Vì vậy tất cả các bạn nha, 100% sẽ làm đúng giúp mình được chưa nào? Bạn Minh Anh một, Mỹ một, Song Hỷ một, ok, mình sẽ vừa đọc vừa chữa cho cả lớp mình nghe nhá. Kino, Koen Yamashita sáng chấm 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 ai Mashita? Trong câu này chúng ta sẽ để ý động từ chính là động từ gặp đúng không mọi người? Gặp nó có thể đi với hai trường hợp. Một là trợ từ nhị, hai là trợ từ tộ Trong câu này nó chỉ có mỗi là nhị thôi đúng không? Nên chúng ta sẽ chọn một ạ ý xin lỗi mọi người nhá nó bị bị nhảy ý bằng được chưa nào ý chí bằng rồi ngay sau đây mọi người thử cùng mình phân biệt nhị và tốt nếu đi với độ từ i must out thì sẽ khác nhau như thế nào mọi người đã phân biệt và đã nắm rõ được cách sử dụng của nó hay chưa comment xuống bên dưới nhá hôm qua đã gặp chị yamashita ở công viên chính xác bạn minh anh này san hi bạn có nói là gặp ai thì đi với nhị đúng rồi mình vừa mở rộng thêm cho mọi người là trong trường hợp gặp thì cũng có thể đi với tô được nữa nhưng khi nào dùng tô mọi người biết không ạ Mọi người để ý nhá, trợ từ cũng là một cái phần rất là quan trọng Có thể là trong cai qua hàng ngày mọi người bỏ được Nhưng sẽ có một số trường hợp, đúng không? Đặc biệt là văn viết, đặc biệt là khi đi thi Và một số trường hợp trợ từ cố định Thì không thể bỏ được bởi vì nó sẽ làm thay đổi ý nghĩa của câu Khiến cho đối phương khó hiểu Được chưa nào? Hay, rồi hay, rồi, ở đây chúng ta cùng nhìn nhá Nhi thì sẽ mang tính chất là mình gặp tình cờ, gặp ngẫu nhiên thôi Còn tội các bạn hiểu là với thì nó sẽ mang tính chất là hai chiều đúng không? Ví dụ tôi và chị Yamashita có hẹn nhau là giờ này, rồi là địa điểm này đúng không? Chúng ta sẽ gặp nhau ở công viên nhé, sau đó mình đi chơi, mình đi xem phim chẳng hạn Nếu mà nó có chủ đích cho mọi người nhá, đấy, có hẹn hò trước với nhau thì mình sẽ dùng tội Mọi người phân biệt được chưa? Còn ô, ê e, hoặc là đệ thì bị sai Bắt Ok chưa cả nhà? Rồi, chúng ta sẽ đi tiếp sang câu số 2. Một dạng bài điển hình tiếp theo Đó là người ta sẽ hỏi mình về phó từ đấy mọi người Về phó từ, đúng không? Thì khi mà học về phó từ, các bạn hiểu đơn giản Nó giống như một từ vựng thôi, đúng không? Các bạn nắm được ý nghĩa của nó Hay như mình vừa nhắc các bạn đó chính là cách dùng, đúng không? Cách dùng ở đây, cụ thể, ví dụ các bạn sẽ có Amadi chẳng hạn này Amadi này, hay là từ gen gen Phía sau của nó phải đi với thể gì đấy Đúng ạ, thì đấy cũng là một cái Một cái sự gợi ý cho chúng ta, được thế nào? Một đoạn hội thoại giữa A và B nhá 両親と電話で話しますか?はい、何々話します 1. もう 2. よく 3. あまり 4. 全然皆さんの答えは?5 vang desu ka? Rồi, bạn Thu Hiền chọn 2, Akiko 1, Kaka Linh 2, Thảo Lê 2 Bạn Thúy chọn 2, Hiếu Nga chọn 2 Rồi, đáp án của chúng ta chính là? はい、2 vang desu よく,よく là thường hay, giống như bạn um, Thảo Lê vừa nói đúng không? thường hay tức là cái tần suất mình làm cái v này rất là nhiều ấy mọi người thử dịch câu nhá đó là bạn a hỏi bạn b đúng không bạn bạn gì nhỉ? Bạn nói chuyện với bố mẹ bằng điện thoại không đúng không? Bạn có hay nói chuyện với bố mẹ bằng điện thoại không đấy? Thì bạn B bảo là có, tớ hay nói chuyện đúng không ạ? Tức là tần suất bạn ấy gọi điện về cho bố mẹ và nói chuyện thông qua điện thoại rất là nhiều Yêu cự đúng không? Còn mô thì nó có một đặc điểm nhá Nó sẽ hay đi với V tạng đúng không? Mô tabemashita đúng không? Tôi đã ăn cơm rồi này. Mô shikudai o yarimashita, đúng không? Tôi đã làm bài tập rồi, đúng chưa cả nhà? Đấy, thì mình nhớ cái cách sử dụng của nó như cái poyinto, đúng không? Số 3 từ amari thì hay đi với đuôi phủ định là đuôi nai, đúng không? Mình sẽ dịch là không lắm, ví dụ không ngon lắm. Cả lớp mình thành lập được câu ví dụ không? Kono ryori wa amari oishikunai đúng không ạ? Còn cuối cùng từ zen zen cũng hay đi với phủ định luôn, chữ nai luôn, đúng không? Ví dụ hoàn toàn không hiểu gì hết, zen zen wakarimasen, được chưa? mọi người hãy nhớ là chúng ta hãy vận dụng tất cả những kiến thức mà mình biết thành là một câu ví dụ ngắn nhé các bạn chịu khó viết số bình luận đi mình sẽ đọc và check cho mọi người ok một dạng câu hỏi phổ biến số 3 đó chính là người ta sẽ hỏi mình về kính ngữ cả nhà kính ngữ đúng không các bạn n năm thì mọi người chưa được học nhưng từ n 4 trở lên là đề thi chắc chắn như mọi người nhé sẽ có ít nhiều một hai thậm chí là nhiều hơn những câu hỏi về kính ngữ kính ngữ thì sẽ được chia làm hai một là tôn kính ngữ hai là khiêm nhường ngữ đúng không để làm tốt dạng bài này thì các bạn cần phải đọc và phân tích được chính xác ai là người thực hiện hành động đúng không ạ nếu là mình này đúng không hoặc là những người cùng công ty mình cùng gia đình mình chẳng hạn này thì chúng ta sẽ dùng khiêm nhường ngữ còn nếu cái người đó đúng không là cấp trên là khách hàng là đối tác của mình thì mình sẽ phải dùng tôn kính ngữ được chưa nào? Cái tên thôi là đã nói lên tất cả và các bạn hiểu nó rồi, đúng không? Hay, rồi chúng ta thử nhìn câu này nhá Câu này thì là đề của N3 cho tới N2 Mình sẽ viết N3 đi nhá N3 mọi người ạ Rồi, các bạn thử làm này Gokekon kokoro yori Đúng không ạ? Oiwai nani nani Ichi Ni Sang Rồi, mình vừa gợi ý thêm cho mọi người cách đọc của chữ Hán đấy ạ Nếu mà các bạn thấy quen quen đúng không? Nhận ra thì nhanh tay comment nhá rồi có bạn Thảo Lê chọn 4, Minh Anh chọn một là biếu, Mỹ là một xong hỉ là hai. Ừ. Đấy đến kính ngữ một cái là các bạn chọn đáp án para para luôn đúng không? Mỗi bạn một kiểu. Mọi người thực sự tập trung giúp mình này. Nguyễn Huy Trương chọn một nha. Mọi người nghe cái phần phân tích vừa rồi của mình đúng không? Mọi người đầu tiên bước một đã mình phải xác định được ai là người thực hiện hành động này. Được chưa? Thứ hai là mình sẽ loại trừ đâu là tôn kính ngữ, đâu là khiêm nhường ngữ, được chưa? Ca Linh chọn một hai một đúng không các bạn đang phân vân giữa hai đáp án này hãy mời cả lớp cùng nhìn lên màn hình đáp án là yong bằng hay tại sao lại là số 4 ạ từ mochi agemas của chúng ta là một khiêm nhường ngữ các bạn nghe rõ nha khiêm nhường ngữ mình sẽ viết bên cạnh à, hôm nay cái bảng nó hơi 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 bị chạy nhanh <laughs> đúng không ạ đây là khiêm nhường ngữ được chưa khiêm nhường ngữ của động từ gì ạ của nói của emas đúng không và đây là một câu dành cho tôi tức là bản thân mình nói ấy, mọi người ví dụ các bạn đến tham dự lễ cưới của ai đấy đúng không và các bạn chúc mừng cô dâu chú rể là gì nhỉ của cô đôi đi đúng không ạ? từ tận đáy lòng đúng không tôi xin chúc tôi xin gửi lời chúc đúng không ạ? vay đến đến đám cưới đúng không của anh chị được chưa mọi người các bạn hiểu ra không con số 1 nhá shachia có bạn đã bình luận giúp mình rồi shachia là từ 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 gì nhỉ là khiêm nhường ngữ mình sẽ viết tiếp khiêm nhường ngữ được chưa của tứ agemas đúng không ạ khiêm nhường ngữ của agemas tiếp theo nhị narimas thì nó là cách chia thôi ạ nó là cách chia của tôn kính ngữ thường chúng ta sẽ cho ô đi với động từ nhóm 1, nhóm 2 go đúng không ạ go đi với động từ nhóm 3 sau đó cộng với động từ đã được bỏ mát sự trước khi cộng với nhị narimas đúng chưa nào còn số 4, từ này các bạn thấy quen không từ này mình sẽ đọc là mai dimas mas được chưa nào hay, trong câu giới thiệu bản thân mình hay nói đấy ạ. Watashi wa kara mairimashita, đúng không? Vì vậy nó cũng sẽ là khiêm nhường ngữ của từ đến, được chưa? Của từ cứ đựng kimas. Ok không nào? Mọi người hiểu sâu câu này chưa ạ? Hay chúng ta sẽ thử thách một câu kính ngữ như vậy mọi người nhá. Và có thể là các bạn sẽ cảm thấy bình thường trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong công việc hàng ngày của mình ấy, mình không có sử dụng kính ngữ đâu đúng không nhưng đi thi thì không thể tránh khỏi vì vậy là mình có một lời khuyên để cho các bạn đó là trước khi đi thi mọi người nhá trước một hai ngày gì đấy hay một tuần gì đấy các bạn hãy ngồi mình tập trung mình đọc lại những cái cách chia đặc biệt này rồi là tôn kính ngữ thì như thế nào khiêm nhường ngữ thì như thế nào được chưa ạ để ít nhiều chúng ta cũng có một cái để dắt túi mọi người hãy mình có những kiến thức cơ bản nhất để khi đi thi mình có gặp phải thì mình vẫn làm được mình vẫn xử lý tốt chứ không để mất điểm cái câu đấy được đúng không thì sẽ rất là lãng phí nhá không chỉ ở ngữ pháp đâu mà đọc hiểu hay là nghe hiểu đọc Đặc biệt là nghe ấy mọi người, sẽ có kính ngữ luôn nên các bạn đặc biệt lưu ý giúp mình. Được chưa ạ? Nhớ nhá! Chiu kara hay rồi chúng ta sẽ chuyển sang câu số 4 hãy Câu số 4 thì sẽ là của đề N5 mọi người nhé Mình đã lấy trong cuốn tổng ôn N5 của Dũng Mô đi Hay, Các bạn có thể tham khảo những cái đề như thế này đúng không ạ? Coi như một đề thi thử và chúng ta thử sức luôn Bạn nào mà đang có sách Dũng Mô đi thì mình có thể vừa mở sách ra vừa làm bài và cùng chữa trên live stream luôn Còn bạn nào mà đang thắc mắc là mình không biết ôn giáo trình gì Thì các bạn cũng có thể tham khảo giáo trình này nhé Ngày hôm nay mình sẽ đi từ N5 cho tới n một luôn ạ Các bạn nào mà có thắc mắc gì thì cứ để lại cái bình luận để chúng mình tư vấn cho mọi người nhá Đấy, được chưa ạ? Câu số 4 này, nhớ không bằng Đấy, đó, câu số 4 nhiều bạn bình luận rồi này Thu Hiền chọn 4, Quỳnh Như 4, Vân Ami 4, Minh Anh 4 Hay, Vậy chắc chắn đáp án của chúng ta không đáp án nào khác bốn được nào đúng không ạ hai gia cự chính xác đây là một cách kết hợp đúng không của tính từ đây là tính từ đúng không mọi người đứng trước động từ đây là động từ nếu mà là tính từ đuôi y nhá thì các bạn sẽ làm gì nhỉ bỏ y thêm cứ cự đúng không ạ thêm cự sau đó đi với động từ còn nếu là tính từ đuôi na đúng không ạ thì các bạn cũng bỏ na và thêm thêm đi. À, mọi người nhá, thêm nhị. Làm sao để xóa được cái này nhỉ? Mình đang bị nhầm sang uh, sang liên kết. À, ok, xóa. Rồi, ví dụ như là khi ni shite sai chẳng hạn đúng không? Mình bảo ai đấy hãy dọn dẹp, hãy làm sạch phòng đi. Được chưa nào? Nhị, hãy khi ni shite kudasai. Đúng không? Thì đây là hay okite. Chúng ta cùng dịch nhá. Kino là ngày hôm qua đúng không ạ? Asa Hayaku okite Buổi sáng tôi đã dậy sớm này Sau đó là làm gì nhỉ? Inu no sampo shimashita Là dẫn chó đi dạo Rất là chill đúng không? Hay. Còn số 1, 2, 3 thì đều lấy gốc của động từ hayai Nhưng mà đang có những cách chia khác nhau như thế này Thì nó sẽ bị sai đáp án mọi người nhá nhưng mình vừa nói đây này nghi thì sẽ dành cho tính từ đuôi na thôi đúng không? Còn T thì thường nó sẽ nối Ví dụ các bạn muốn nối thêm một tính từ khác ở phía sau Được chưa mọi người? Đấy, ví dụ như là vừa nhanh rồi là vừa gấp, vừa ngon, vừa rẻ chẳng hạn Đấy, thì lúc đấy mình sẽ dùng cứ tệ để nối Cả nhà nhận ra không? Mình nhớ tập trung ôn lại kiến thức luôn nhá Hãy rồi, mời các bạn sang câu số 5 Câu này thì sẽ là trong đề N4 nhá Sách tổng ôn N4 của Dũng Mô đi luôn Mời các bạn thử sức này Hãy, đâu rồi? Câu 5 nào Cô hàng ô, nani nani ato, ưng đô sư đủ nô á Karada ni, yoku nai Hãy Câu này đang hỏi mọi người tập trung vào cách kết hợp đúng không? Mọi người thấy bốn đáp án đều có chung một chữ Hán chính là chữ gì nhỉ? Đọc được không cả nhá? Ta bê được đúng không? Mình sẽ viết ở đây chữ ta nhá ta được Thế nhưng các bạn xem là cách kết hợp nào phù hợp nhất nếu nó liên kết trực tiếp với ngữ pháp A à tổ của chúng ta, phải không nhỉ? Số 1 là ta số 2 ta số 3 ta được và số 4 là ta Hãy nằm bằng điểm cắt rồi, Mạnh Quốc chọn 4, Nguyễn Tiên 4, Bé Sử Nữ 4, Thảo Lê, Ngày Mai, Quỳnh Như và Kaka các các Linh đều chọn 4 Chính xác, đáp án là 4 Chúng ta tập trung nói về ngữ pháp này nhé, đó là V tạ, được chưa cộng với từ A à tổ bình thường nó cũng hay đi về đệ tức là ăn tối đệ để cho mọi người là chỉ hành động sau khi mình làm v 1 thì mình mới làm v 2 đúng không các bạn thử dịch câu này sau khi mà ăn cơm đúng không ạ nếu mà chúng ta vận động ngay lập tức sư gửi ưng đô sư đựng đúng không thì làm sao mọi người karada nhị yoku này để không có tốt đâu đúng không ạ thì dễ bị đau cái này gọi là đau gì mọi người mình hay thấy là đau cái chỗ bụng bụng bên này đấy là khi mà chúng ta vừa ăn no xong xong mình vận động đúng không sau khi ăn vận động ngay là không tốt cho cơ thể đúng rồi đấy các bạn cứ thử sức dịch đi nhá xem là mình có hiểu hết được ý nghĩa trong câu hay không mình không yêu cầu các bạn phải dịch hay đúng không mà các bạn sẽ dịch đúng giúp mình tức là các bạn phân tích và các bạn dịch nghĩa được những từ vựng ngữ pháp hay là cách đọc của chữ hán trong câu là rất ok rồi được không nào hãy cả lớp tích cực hơn nhá tiếp theo mời các bạn sang câu số 6 câu 6 này Ame ga nani yo desu ne michi ga nurete imasu kara. Hay, câu này cũng hỏi về cách kết hợp này, bốn động từ đều là phưa hết đúng không? futa, furu, furu đi hay là futte. Rồi, thì bây giờ các bạn tập trung vào ngữ pháp này này, là ngữ pháp yo desu. Hay thì đứng trước nó động từ phải chia như thế nào? Hay Mạnh Quốc nhanh nhất, quốc chọn 2, khoảng chọn 1. 2112. Ừ. Ca Ca Linh chọn 2. Rồi các bạn cứ làm đi nha. 1221 nào. Cả nhà mình chọn mấy ạ? À? Song thì cũng chọn 2 này. Vân Nam chọn một Bảo Long chọn hai Rồi, nhắc tới ngữ pháp yo thì trong đầu các bạn nảy ra ngay được ý nghĩa của nó không ạ? Yo của chúng ta sẽ mang ý nghĩa là hình như, đúng không ạ? Hình như hay là trông có vẻ Đứng trước của nó có thể đi được với thể thường Tức là động từ được chia ra làm V được V tạ, V nai, đúng không? Ngoài ra nó vẫn có thể kết hợp được với cả tính từ lẫn danh từ Nhưng mà danh từ thì mình sẽ nhớ thêm nô, no, đúng không ạ? Trong câu này các bạn sẽ nhìn nhá mình loại ngay số 4 và số 3 được. Còn hai với cả một nó chỉ khác nhau là thể thôi đúng không? Khác nhau về thể. Trong khi đấy câu này mình dịch là sẽ ra nhá. Hình như là trời đã mưa, đúng không ạ? Đã mưa tức là đoạn số 1 đấy, đúng không? Bởi vì sao nhỉ? michiga ga nurete imasu kara, bởi vì đường đang ướt thì mọi người hiểu như thế này. Ví dụ các bạn ngủ dậy đúng không? Mở cửa ra, ơ, ờ, đúng không? Đường ướt à thì trong đầu mình ơ đêm qua trời mưa hả? Đúng không ạ? Thì nó phải ướt rồi, mình đang nhìn thấy cái hiện tại như thế rồi thì mình mới suy đoán được trước hình như là trời đã mưa chứ trời sẽ mưa thì làm sao mà ướt luôn được, phải không mọi người? Đấy, thì mình tập trung mình chú ý về cách dịch một chút xíu thôi, mình để ý những cái vế của nó ấy. bởi vì không phải là người ta cho thừa đâu mọi người ạ, bởi vì nó đều có những cái nguyên do của nó đúng không? Nó sẽ là gợi ý cho mình đấy ạ, được chưa ạ? Tiếp theo cả lớp cùng nhìn câu số 7 này, rồi bạn quốc rất nhanh, bạn quốc chọn một cho chúng à chọn 4 nhỉ? À chọn 4 rồi. Các bạn khác nào? Đây là cuộc trò chuyện giữa anh Tanaka và anh Ogawa, đúng không? Anh bên trên có nói là Ashita no testo, shinbai da na. Hai, Tanaka-kun, nani nani, gitto Đấy, dô vừa tay Hãy Câu này N4 là các bạn làm được rồi đúng không? Còn kỹ hơn lên N3 cơ. N3 Dũng đi vẫn dạy kiến thức này. Đấy, các bạn nào để ý không? Nhìn cái sự kỳ tộ thôi là mọi người đã đoán được ngay đáp án luôn rồi ấy. Chúng ta có mẹo cả đấy mọi người ạ. À, câu 7 em chọn 4 rồi. Bạn đắc tứ đúng không? Minh Anh chọn 4. Hãy. À, Mỹ chọn 4. Quảng chọn 4. Lan Em 4 ngày mai Sanhi đều chọn 4 bé sử nữ cũng chọn 4 ok đáp án của chúng ta là 4 nada là nếu đúng ạ nếu rồi các bạn dịch lên câu nhé nếu mà anh tanaka đúng không thì chắc chắn là sẽ làm được thôi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn cả thôi được không nào đấy mọi người nhớ những cái keyword như thế này nada này nếu mà là a đúng không ví dụ nếu mà là các bạn thì mình tin chắc là mọi người sẽ đỗ được n 3 thôi được không nào đấy thì mình sẽ nhớ như vậy nhá và bên trên mình dịch nốt này là ôi thôi lo lo lắng cho kỳ thi ngày mai quá Đúng không ạ? Thì các bạn có lo lắng cho kỳ thi đầu tháng sau chúng ta không? Đấy, và là jobt lo lắm Thì mình mới bảo là nếu mà là các bạn đúng không? Mọi người đang ở đây, đang chăm chỉ học hành như thế này Thì chắc chắn là mọi người thi sẽ được điểm cao thôi Và sẽ giành được thật là nhiều mang tiền về nhá Đúng mọi người nhá hay Thế còn Shika và Đà Kê thì nghĩa của nó cũng khá tương đương giống nhau đúng không? Đều mang nghĩa là chỉ Tuy nhiên thì Shika sẽ đi với thế phủ định Mình sẽ viết là chữ Nai này Còn Đà Kê nó sẽ đi với thế khẳng định được chưa nào? đi thì trong mẫu câu so sánh là từ hơn đúng không? Nani nani đi nani nani no hoda, được chưa ạ? Rồi câu số 8. Câu 8 mình rào trước cho mọi người nó rất là dễ nhầm đấy nhá. Rất là dễ nhầm. Hay mọi người phải đặc biệt lưu ý nha, phải giữ một cái đầu lạnh nha Hay UNTE クレター両親の何々絶対に大学に合格したい。1. だめか。2. せで。3. おかげで。4. ためにも。Hay, 5 3 bảo lòng 131. Hay Sanhi 3. 1 nếu mà nhìn vào hình thức nhé mọi người nhé đó là danh từ đi với nô no, thì cả bốn đáp án đều ok tức là kết hợp được nhưng bây giờ chúng ta cần xét về ý nghĩa đúng không xem là nét nghĩa nào mới phù hợp trong câu này thôi hiện tại thì mình đang nhìn thấy tất cả mọi người đều chọn ba nhưng mà phải thông báo một tin buồn cho mọi người rằng ba không phải là đáp án của câu này mời có nhớ lời cảnh tỉnh của mình lúc nãy không ạ câu này rất dễ nhầm mọi người mà nhìn nhanh ấy mọi người nhìn thấy nô no này sao mọi người nhìn thấy từ ôi em chẳng hạn đúng không thấy cái gì nó rất là tích cực nên mọi người vội vàng chọn ba luôn Đấy đi thi thế là mình đã mất điểm rồi Đó mọi người bây giờ nghĩ kỹ này Quay xe này Hiện tại đang có bạn Mỹ chọn 4 rồi Các bạn khác nhá các bạn bên trên chọn 3 đấy Bây giờ mình quay xe đi Mình suy nghĩ kỹ hơn đi Đáp án nào mới đúng Đấy Long Vũ chọn 4 hai bạn đang quay xe sang 4 rồi Bạn Quảng cũng sang 4 rồi À thấy tai chắc chắn là ba sai rồi ba là dựa vào kết quả đã xảy ra rồi đúng không CNC Quá chuẩn Đấy Các bạn còn nhớ mình dặn ngay từ đầu không Khi học thì phải nhớ cái cách sử dụng của nó nữa trong khi đó cái từ okage đệ của chúng ta là nhờ có ví dụ nhờ có sự hỗ trợ của cc đúng không mà em đã đỗ được nửa ba rồi ạ à, đúng không hay là nhờ có sự động viên của gia đình mà tôi đã uh, đi du học được nhật bản chẳng hạn thì thường những cái kết quả đấy đương nhiên là tích cực rồi nhưng nó đã xảy ra rồi đúng không thì mình mới quay lại mình biết ơn mình cảm thấy là nhờ có a mới dẫn đến kết quả b đúng không ạ còn tai ở đây là nó đã xảy ra chưa ạ à? chỉ hiện thể hiện cái mong muốn của mình thôi ạ à. thì bây giờ các bạn nhìn thấy bốn ok không rất nhiều bạn đã chọn hộp sang bốn rồi đấy rồi Hey, chúng ta sẽ cùng chữa câu này cả lớp nhá. Đáp án đúng là 4. Ta mê thì các bạn biết rồi đúng không? Hay là ta mê nhỉ? Ở đây là ta mê ta mê nhỉ mộ. Cái chữ mộ mọi người biết là luôn luôn dùng để nhấn mạnh đúng không? Tức là vì đúng không? Vì ngay cả bố mẹ tôi cũng ủng hộ tôi như thế này cho nên tuyệt đối nhất định đúng không ạ là tôi sẽ phải thi đỗ trường đại học này đúng không ạ? Đó tức là các bạn được cái sự hậu thuẫn Sự ủng hộ rất là nhiệt tình từ bố mẹ của mình Nên mình bảo là vì cả bố mẹ cũng đã ủng hộ tôi như thế này Nên tôi muốn, đúng không? Tôi muốn đỗ vào trường đại học Ok không? Còn số 1, các bạn nhìn thấy chữ cạ chưa? N4 mình đã học trong cạ, cả, cả cả đúng không? N3 mình học, ok cả C, cả vân vân Thì tất cả những cái cạ đấy á, nó được lồng vào trong câu nghi vấn Và mình sẽ hiểu là không biết có phải là do, không biết có phải là vì, đúng không ạ? Còn số 2 từ C đấy thì thường nó sẽ dẫn đến một kết quả xấu tiêu cực ở phía sau đúng không ạ? Chỉ tại A mà dẫn tới B. Đấy, đây đều là những ngữ pháp của N3 nhé mọi người nhé. Rồi, bây giờ mời các bạn sang tiếp câu số 9 này. Q bảng. Hãy tiếp tục là một câu hỏi về đề N3 nhé. Câu 9 nghe có vẻ ngắn ngắn nhỉ? Chít tê đức Hãy ăn nhị hôn nhị điêu các cơ sứ đựng. Chấm chấm chấm. Kệ quá kê đã. Na ừ, đạt tệ. Câu này thì thuần về ngữ pháp rồi đúng không? Và các bạn vẫn có thể dựa vào về được để đoán ý nghĩa loại trừ được cái nào thì hay cái đấy đúng không sau đấy thì mình cân nhắc kỹ hơn về cách kết hợp này về ý nghĩa này về cách sử dụng này được chưa chite đúng không mình kiểu mình đi buôn chuyện đúng không này này mình biết chuyện gì chưa đúng không ạ an chấm 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 đi du học nhật bản đấy thì theo các bạn mình điền gì vào đây thảo lê một mạnh quốc 4, bảo long 4, trương hải 4, minh anh 4, quả một mỹ 4 tức là mọi người vẫn đang nghiêng đúng không về một và bốn OK ạ, rồi mình xác nhận là một trong hai đáp án này sẽ là đáp án đúng của câu này luôn. Thế nhưng mà đương nhiên là chỉ có thể là một hoặc bốn thôi đúng không? Kaka Linh 4 An nói rằng anh ấy đi du học. Ừ, Trần Đình mạnh 4 Đáp án của chúng ta là bốn. Mọi người nhìn thấy không ạ? Cái từ đạt tê hay là ngữ pháp mà các bạn học là từ đạt tê thôi. Nó sẽ mang tính chất truyền đạt đúng không? Nghe nói là, bây giờ mình dịch lại câu nhé. Này, biết chuyện gì chưa đúng không? Nghe nói là bạn An đi du học Nhật Bản đấy. Mọi người thấy hợp lý không ạ? Bạn nào mà chưa biết hoặc học rồi nhưng mà quên thì ghi lại giúp mình Đạt tệ là trong câu truyền đạt những cái thông tin mà mình được biết Đúng không ạ? Mình sẽ dịch lá nghe nói là Còn cái kệ thì nó hay đi với vê tạ Nó hay đi với thể quá khứ nhiều hơn Cho nên mình mới nhắc các bạn là sẽ loại trừ được thông qua cách kết hợp đấy ạ Ví dụ, nan đặc kết Đúng không? Saki watashi ga itta kết nani ga itake chẳng hạn đúng không ạ thì mọi, mọi người hay nghe cái kệ kệ là dùng trong trường hợp bị não cá vàng đúng không mình hay chê vui với học sinh học viên của mình ấy là cứ nhớ kệ là trong trường hợp mình bị não cá vàng mình không nhớ chính xác nên mình cứ phải hỏi lại đúng không ví dụ ngày mai thì mấy giờ ấy nhỉ đúng không ơ ờ, hay lúc đấy tôi nói cái gì ấy nhỉ đấy là mình nói trước quên sau đúng không ạ thì mình mình muốn xác nhận lại thông tin về đối phương hoặc đơn giản là hỏi lại bản thân mình thôi đúng không ơ ờ, ngày xưa mình hay đi con đường này hay sao ấy nhỉ đúng không ạ ơ ờ, đây là hình như yêu cũ của mình hay sao ấy nhỉ Đấy, thì trong cái trường hợp một cái gì ấy nhỉ ấy, thì các bạn dùng kệ giúp mình nhá một từ hoa kê đã Hoa kê có rất rất là nhiều ngữ pháp đi từ n 3 cho tới n 1 hiện tại là ở trình độ n 3 nên mình sẽ nhắc về cái quà kê cuội đuôi câu này nhá đó là thảo nào mà hèn chi mà khi mà các bạn hiểu rõ được cái sự tình cái lý do gì đó ví dụ mở mãi mà không được cái cửa đúng không sau đó các bạn mới chợt nhận ra ôi rồi sai chìa khóa rồi đúng không thảo nào mà không mở được cửa mọi người học thế chưa ạ khi mà học thì các bạn cố gắng là nhớ một cái câu ví dụ nhé tiếng nhật thì càng tốt và không nhớ tiếng việt cũng được mọi người thấy không ạ với mỗi một cái ngữ pháp là mình sẽ lấy cho mọi người được một câu ít nhất là bằng tiếng việt thì thật ra đấy là những cái câu mà mình nhớ ấy. những câu mà mình sẽ cố gắng là mình ghi nhớ của cái ngữ pháp đấy để là mình mình biết được ý nghĩa của nó dùng trong trường hợp nào đấy mọi người ạ hãy cũng là một tip nhé cho các bạn tham khảo còn số 3 là từ na lúc đấy chúng ta hay có ta tay nó đúng không trong mỗi câu cảm thán ấy mọi người ví dụ bây giờ muốn ăn kem nhở đúng không hay là muốn ăn cái gì lạnh lạnh nhỉ? đúng không sự mono ta biết tay nó đúng không mọi người y rồi thêm một câu của n ba nữa này một câu của n ba nữa nhá để hôm nay mọi người thấy dễ nhầm đúng không hai đi thi nó cũng như vậy đấy có thể là thi dễ hơn một chút 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 xíu thôi đúng không nhưng chúng ta đã được rèn rũa thông qua những cái đề thi thử như thế này rồi thì các bạn thứ nhất là mình có tinh thần đúng không mình vững cái tinh thần hơn thứ hai là mình cũng sẽ có riêng cho mình những cái mẹo những cái tips hoặc là những cái kinh nghiệm gì đấy để chinh chiến cho kỳ thi thật mình đỡ bỡ ngỡ hơn đúng không nào hai đúng rồi thu hiền chọn một này mạnh quốc một dương công quản một một chúng ta có từ ít tê cô đăng hai cả bốn đáp án thì đều có động từ là yêu rồi đúng không? Thế nhưng mà sẽ khác với cái đuôi Gorang này, osore ga aru này, osore ga aru hay là ipoda và tono koto da. Hay. Đáp án của chúng ta là số mấy cả nhá? cả kara đúng không? cô được là tức giận này. Bây giờ phủ định đi. Okoranai kara nan demo omotta koto nani nani. Hay, mình sẽ dịch trước nhé. Coi như là sự gợi ý dành cho mọi người này. Bạn nào mà chưa làm được thì dựa vào phần dịch nghĩa này để mọi người chọn đáp án luôn nha. Vì ở đây mình sẽ hiểu là uh, tôi đi đúng không hay là mẹ đi nhá vì mẹ không giận đâu vì tôi không giận đâu thế cho nên là chấm 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 nói đúng không tất cả những điều mà mà bạn nghĩ đi đấy rồi mình thử tham khảo hai phương án dịch của bạn Bảo Long và bạn Minh Anh nhá. Vì tôi sẽ không nổi giận đâu nên cậu cứ nói hết cho tôi xem đi. Ừ, hai đấy ạ. Vì tôi không giận đâu nên hãy nói thử những gì mà bạn đã nghĩ đi. Ok. Và không có đáp án nào khác ngoài một đúng không? Hay, ne. chính xác đáp án là một ngữ pháp của chúng ta là động từ chuyển sang thể t tức là vt đang là thử làm gì đó đi nó sẽ bằng nghĩa bằng với vt sự đúng không vt minasai vân vân. tuy nhiên cái t đang có một lưu ý đó chính là nó sẽ được sử dụng khi mà người trên nói với người dưới thôi đúng không bố mẹ nói chuyện với con cái này cấp trên nói với cấp dưới này đúng không thì đây là hãy thử nói ra tất cả những gì mà bạn nghĩ đi đúng không nào Osore ga aru cả nhà thấy quen quen không? Nghe bao giờ chưa? Bạn nào mà hay theo dõi thời tiết ấy ạ? Mọi người có hay xem thời tiết không? Không phải là xem mà phải là nghe ấy. nghe dự báo ấy thì người ta hay dùng từ này ạ. Osore ga ar, là tối e rằng đúng không ạ? E rằng tức là sẽ xảy ra một tình huống gì đó nhưng các bạn nghe từ e rằng nó cũng hơi tiêu cực một chút xíu đúng không nào? Từ số 3 đọc là ipoda poda, được chưa nào poda nó sẽ mang nghĩa là gì nhỉ càng ngày càng đúng không ạ càng ngày càng diễn ra theo một chiều hướng gì đấy đứng đằng trước của nó hay đi với những động từ mà nó thể hiện sự thay đổi ví dụ càng ngày càng tăng càng ngày càng giảm càng ngày càng tồi đi được chưa nào còn cuối cùng mình có từ tono kotoda là một cách nói khác của tôi yêu kotoda tôi yêu Cô tổ đà, được chưa nào? Hay. Và nó cũng đều mang nghĩa là nghe nói là, đúng không? Cũng là một hình thức để truyền đạt thông tin mọi người nhé đúng rồi nghe nói là trích dẫn lại điều mà mình nghe được từ người khác đấy ạ ok bạn minh anh dịch ok hơn à đó thật ra là mình phải nói với mọi người là dịch nó sẽ không có đáp án đâu đúng không ạ cho nên mình cũng chỉ dám nói với mọi người đó là phương án dịch thôi đấy. bởi vì sẽ có nhiều bạn dịch hay nhiều bạn dịch chưa hay lắm thì cái đấy nó chỉ xét về cái mức độ là có thuận tay hay không thôi đúng không ạ còn về cái mức độ chính xác thì các bạn chỉ cần đúng ngữ nghĩa thôi là được ạ đúng không nào cho nên các bạn đừng ngại là mình sẽ dịch sai mình dịch không hay mình bị các bạn cười vân vân không có vấn đề gì cả mọi người cứ mạnh dạn dịch xuống bên dưới cho mình nhá mình sẽ trách giúp mọi người ok la không Hãy Sanhi chọn một rồi các bạn khác nào nhanh chóng nhanh chóng nha câu 11 chúng ta sẽ bắt đầu thử sức với đề n 2 nhá đề n 2 trong cuốn luyện đề chuyên sâu của dũng mori luôn xem mọi người có làm được không nhá n 2 này mang cả chino no koto nani nani hoken ni mọi người đọc chữ hán không nhỉ nếu mà học N2 rồi thì chữ Hán này phải biết đọc rồi nha Hồ kê nhị hái tê ui tả hồ gai y Ở đây có một ngữ pháp của N4 người ta đang sử dụng N4 này V tả hồ gà y đúng không? Đưa ra lời khuyên Nên chấm 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 Đáp án số 1 đây là từ Nhị hàn tệ Được chưa nào? Ừ, Số 2 đọc là Số na e tệ đúng không ạ? Số na e tệ Số 3 là nít di tệ dễ quá Còn số 4 là Dô di tệ Hãy rồi, gợi ý quá là chi tiết rồi Trương Hải chọn 3, Bảo Long 1, Kaka Linh 1, Song Hỷ Sakura, Dương Công Quản, Mạnh Quốc, San Hy đều chọn 1. Rồi, hãy đáp án cho câu này là 2 nha mọi người nhé. ni bằng des. Từ gốc của chữ này, số này được mọi người sẽ hiểu đó là chuẩn bị đúng không? Phòng bị cho một cái trường hợp gì xấu xảy ra rồi. Thế cho nên nó hay đi với từ manga ichi đấy mọi người. Đó là gì nhỉ? Phòng trừ bất chắc đúng không? Mà nghe có đấy bao giờ chưa? Để phòng trừ bất chắc đúng không? Nên mình có một lời khuyên là nên mua bảo hiểm, nên tham gia bảo hiểm. Khi mà mình học thì cái từ này mình cũng thấy nó rất là hay. Đấy, hô kê nhị hay được là các bạn tham gia bảo hiểm. Được chưa nào? Hãy mình vẽ đoạn số 2 nhá. Còn số 1 mọi người nhìn chữ Hán thấy quen không ạ? Đây là chữ phản đúng không? Cho nên ngữ pháp này nó cũng sẽ mang tính chất như vậy, đó là ngược lại với, được chưa ạ? Danh từ đi với nhị hanste là ngược lại với, được chưa nào? Ngược lại với, trái với thường hay đi với trái với dự đoán này đúng không ví dụ như là chỗ han hay là trái với kỳ vọng kỳ tai ni han được chưa nào trái với ngược lại với đúng rồi tiếp theo đến số 3 thì khỏi bàn đúng không nitsuite là về thôi thường đằng sau của nó sẽ là những cái động từ như là nói này viết này trao đổi bàn luận về một cái chủ đề gì đó phía trước còn cuối cùng từ này hơi mới mới ha đây là nhị joji tệ hay joji của chúng ta mang nghĩa là lợi dụng đúng không nó sẽ thường mang nghĩa tiêu cực nhá là mình lợi dụng mình tận dụng cái thời cơ cái tình hình để thực hiện một việc gì đó mang lợi ích cá nhân ấy, Chuộc lợi ấy mọi người. Đấy thì nó sẽ mang tính chất tiêu cực cho ngữ pháp này. Được chưa nào? Ừ đúng rồi, ví dụ anh ta lợi dụng cái lúc mà mọi người đang đông đúc đang hỗn loạn đúng không? Để móc ví chẳng hạn. Đấy thì trong những cái trường hợp đấy tiêu cực ha thì mình mới dùng số 4. Được chưa nào? Ok chưa? À? Đó mọi người memo thêm vào bài của mình nhá. Câu 2 với câu 4 mình không biết luôn, 2 với 4 à Ừ, nếu mà xét về chữ Hán thì cái hai nó cũng thuộc của n2 nhỉ. Còn số 4 thì các bạn hay học trong cái từ jokeku. Mình nói thế các bạn có nhận ra không? Jokeku chính là những cái vị khách ở trên xe, trên tàu ấy mọi người. Hay. Rồi, tiếp tục câu 12 nhá. Hay mình sẽ thử đọc đoạn hội thoại nhá. Bạn A này. Số D đây ạ. Kudede shitsurei itashimasu. Osoku kara wazawaza arigatou gozaimashita. Nani nani ki o tsukete okaeri kudasai. 1. Douka 2. Doumo 3. Zehi 4. À, đạ, hãy. Có bạn hiền chọn một rồi, bạn mạnh quốc thì chọn hai này. À, bảo long là đô cả đi với từ ôn e gai hãy. Lý híp chọn hai, ngọc hoa chọn hai, ca ca linh hai. Rồi bây giờ chúng ta chữa câu này mọi người nhá Đáp án đúng phải là một ạ. Đô cả thì sẽ thường dịch nghĩa là xin hãy hoặc là mong đúng không? Sử dụng khi bày tỏ mong muốn hoặc là nhờ vả của mình này. Thì bạn A sẽ nói là Vậy thì tôi xin phép về trước đây, đúng không? Tôi xin phép về đây. Thì chị B bảo là rất là cảm ơn anh, đúng không? Vì anh đã cất công, và ra qua ra cũng là một từ rất là hay của nửa ba thôi, đúng không ạ? Vì anh đã cất công đường xá xa xôi tới đây, đúng không ạ? Cho nên anh hãy về cẩn thận nhé. Còn nếu mà các bạn dịch cái từ đô cạ ra thì nó sẽ là mong, đúng không? Tôi mong là anh sẽ chú ý, sẽ cẩn thận đi về nhà an toàn nhé, được chưa nào? Rồi bây giờ chúng ta sẽ loại trừ nhé. Ví dụ số 2 mình có từ đô mộng đô mộ ví dụ trong từ đô mộ adigato đúng không cảm ơn này hay nó trong từ chào thôi đúng không đô mộ đô mộ đúng không cũng là chào còn một nghĩa nữa là từ có vẻ hoặc là dường như ấy mọi người thì tất cả những cái nét nghĩa đấy đều không phù hợp trong văn cảnh của câu này nên nên nó loại được chưa số 3 với cả số 4 thì dễ nhá số 3 từ dễ hị nó hay đi với vê tai này hoặc vê tê đa sai đúng không thể hiện là uh, nhất định đó nhất định tôi sẽ đỗ trường đại học này đúng không còn số 4 từ ta là chỉ thôi đúng không ạ ta ok chưa rồi, đi tiếp nha. Rồi, mời các bạn sang câu số 13. Ba câu hỏi cuối cùng của chúng ta sẽ là đề của N1 ạ. Hãy, N1 nhá, mọi người cũng thử sức xem sao ạ. N1, N1 này, hãy, trong sách tổng ôn, đúng không? Sách luyện đề chuyên sâu N1 của Dũng Mô đi. Hãy, hơi dài một chút xíu nhá. Mình vừa đọc và các bạn vừa suy nghĩ để chọn ra đáp án đúng nhá. Ikura shitashi yu... Gô mê dạy. <laughs> Ikura shitashi yu nani nani. Shokuba de wa gen no Setsudou tamotsu koto wasurete wa ikenai 1. Towa iie 2. Niatte 3. O yoso ni 4. Ni hikikae Hikikae Linh Trần chọn 1 Rồi Thế còn câu số 13 thì rất là nhiều bạn đã chọn được Đáp án số 1 rồi chính xác nhá. Mình chốt là 13 là 1 đó bạn Đấy đúng rồi Hải Bò chính xác làm bài thi thử ở đâu vậy xem xem không biết nhỉ à, bài thi thử thì các bạn có thể là đăng nhập trên app hoặc là các bạn bấm vào trang web dũng modi com thì mọi người sẽ làm được đề thi thử hoàn toàn miễn phí nhá tuy nhiên có hai điều lưu ý thứ nhất nếu mà các bạn đã có tài khoản của dũng modi rồi thì các bạn có thể là đăng nhập và vào làm luôn còn nếu chưa có thì các bạn bấm đăng ký được chưa ạ? Đăng ký nó chỉ có 3 4 bước rất là đơn giản thôi, rất là dễ dàng và có hướng dẫn chi tiết mọi người có thể đăng ký đương nhiên là miễn phí rồi. Sau đó mọi người làm bài được. Cái thứ hai là về lịch thi thử thì sẽ là tối thứ sáu cho đến tối hết tối chủ nhật được chưa mọi người? Tất cả các cuối tuần từ nay cho đến lúc thi, tức là trong tháng 11 mọi người cứ nhớ là 19 giờ tối thứ sáu đến hết tối chủ nhật tức là tận 23 giờ 59 phút thì mới đóng cổng thi thử. Được chưa nào? Ok chưa mọi người có nắm được về lịch thi thử chưa nhỉ? Hay, rồi bắt đầu chúng ta sẽ chữa câu 13 này Ngữ pháp đầu tiên là từ tô vậy Thì nó sẽ mang nghĩa là tuy hoặc là mặc dù nói là Đúng không? Mình thử dịch nhá Dù là bản thân đúng không? Thế nhưng ở nơi làm việc thì quá Ý kiến này Không được quên, quên cái gì mọi người nhỉ? Đây, nội dung phía trước là bổ nghĩa nhá Là không được quên việc mình phải Mình phải làm gì? Hay, đúng rồi, mình phải biết giữ chừng mực chứ Đúng không ạ, đây Shokuba đấy là nơi làm việc này Saite là cái tối thiểu là cái ít nhất nha độ là cái chừng mực Còn ta một sự là từ bảo vệ Đúng không? Mình sẽ dịch lại cả câu cho các bạn nghe nhé Dù là bạn bè thân thiết như thế nào đi chăng nữa Thì cũng đừng quên rằng Ở nơi làm việc thì phải biết Giữ gìn chừng mực chứ, đúng không nào? Ok, đáp án số 2 của chúng ta là từ Ni Ate Nó sẽ mang nghĩa là ở trong hoàn cảnh ở trong bối cảnh đặc biệt nào đó ok không ạ số 3 mình có từ ô đó mọi người memo và giúp mình nhá ô là mặc kệ mặc cho không màng đến hoặc là bỏ ngoài tai cái gì đó được chưa ạ có số 4 từ nhị thì ca thì sẽ là trái lại đúng không từ ngược lại hay là mặt khác ok chưa trái ngược ok đúng rồi hay câu 14 bốn nhá sai kim và isogashi yê de 食事ができていなかったけど、やっぱり朝はご飯何々味噌汁が一番だよ. Lại là một câu về trợ từ đúng không? Các trợ từ thì nó chỉ cơ bản của nửa năm thôi, thế nhưng mà cụ thể là trong các cái trình độ cao hơn thì nó sẽ mang ý nghĩa gì khác, mở rộng hay thế nào đấy thì các bạn cần phải cân nhắc nhá. Được chưa? Nhị mộ cà đà hay là ụ nào mọi người, câu này là một câu dễ nha. Câu này là dễ ăn điểm đấy các bạn ạ. Bạn nào chọn được chưa nào chúng ta vừa dịch nhá, vừa chờ phương án của mọi người này Dạo gần đây Vì quá là bận rộn đúng không? Nên tôi không thể ăn cơm ở nhà được Sau đó bạn rút ra là quả nhiên là Dạp bà đị đúng không? Sáng đến đúng không? Có bát cơm rồi Ăn với súp miso thì là Tuyệt vời đúng không? Tuyệt cú mèo là điều Tuyệt vời nhất rồi, đấy Thế là gì nhỉ? Thu Hiền là một Là mộ, cả cơm Và tức là cũng đấy mọi người, cũng à Ừ, có bạn nào chọn khác không? Câu này em cũng đoán mò là 1, 2 1 không phải là đáp án của câu này mọi người nha Quay xe, quay xe Đấy, Bếp còi quay xe nào Lệ chọn 1, Bảo Long, Hải Bò, Phương hay Đặng Châu đang đều chọn 1 Ngồi 1 là đáp án sai Mọi người quay xe cho mình nào, chọn đáp án khác đi Nhanh nhanh nào, không phải là 1 thì là gì được nhỉ Long Vũ chọn 2, Đào Ngọc 2, Trương Hải 2 Chốt chưa? Có chuẩn đáp án 2 không đây? Cả nhà Đấy, rồi, Chính xác là đáp án số 2 đấy mọi người ạ. Nó chỉ đơn giản là danh từ 1 đi với nhị rồi cộng với danh từ 2 là sự kết hợp thôi đúng không? N2 kết hợp cùng N1 tức là bạn này bảo là buổi sáng đến đúng không? Có cơm ăn cùng với miso ấy mọi người là hai cái sự kết hợp đấy tạo thành bữa ăn sáng của chúng ta ấy thì là điều tuyệt vời nhất. Đúng nào? Rất là đơn giản đúng không? Bữa sáng chỉ cần thế thôi là bạn ấy đã thấy ý chia bằng là đã thấy sai cô là tuyệt vời nhất rồi. Được không ạ? Ok nhá. Hãy mời các bạn chuyển sang câu cuối cùng sai bộ Câu 15 nhá được. cả bốn đáp án đều có chung từ chim là lo lắng chim bay lo lắng đúng không nào chim bay nhị kakawarazu chim bay được suru ya inaya sang sim bay o cái này mình vừa nhắc ở câu trước rồi phải không nhỉ còn bốn là chim bay o kakete hãy nào chúng ta chốt bài nhá câu hỏi cuối cùng Hai, các bạn đang chọn ba là nhiều này, đúng không? Bạn Thu Hiền, Thúy Hà hay Mạnh Quốc đều chọn ba. Bạn Quốc có dịch thêm cho mình là không bận tâm đến, ca Linh cũng chọn ba. Hay, đây là ngữ pháp mà chúng ta đã chữa ở câu trước rồi đúng không? Ừ, hay, ô là mặc kệ, mặc cho, không bận tâm, không màng đến hay bỏ ngoài tai cái chuyện gì đấy. Và chính xác nó là đáp án của câu này mọi người thử dịch xem nó có đúng không nhá em trai tôi đúng không bỏ ngoài tai sự lo lắng của bố mẹ hay là mặc kệ cho bố mẹ lo lắng đúng không ạ à? thì tối nào đấy ạ à, mai bạn nó đều đi chơi cùng với bạn đến tận tối khuya đến tận đêm muộn đúng không nào mặc dù nó đang là juke nce mình sẽ hiểu giống chúng ta ấy, chúng ta cũng đang là juke nce đấy mọi người là những người mà đang cần tập trung ôn thi cho một kỳ thi quan trọng nào đấy đúng không ạ à? đấy thế mà thằng em của mình nó nó bỏ ngoài tai nó không bận tâm tới sự lo lắng của bố mẹ được chứ nào các bạn có dịch được giúp mình ba đáp án còn lại không? Ba ngữ pháp còn lại luôn. Số một nhá, chúng ta có từ nhị kakawara có nghĩa là bất kể là không phân biệt đúng không? Số 2 mình có từ ya inaya là ngay khi vừa mới. Được chưa ạ? Ngay khi vừa mới. Còn số 4 thì là shimpyo kake là khiến cho ai đó lo lắng. Ok không? Ừ. Hai, Mọi người có hiểu bài ngày hôm nay không ạ? Và buổi live ngày hôm nay của mình xin tạm thời kết thúc ở đây. Hẹn mọi người vào tối ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục live stream chữa đề cùng cô Hiền mọi người nhá. Hay kiwa của de Bye bye.